lạnh hơi, mặt trời như trái tim đỏ tươi. Nam mô Thích Ca Mâu Ni. Xin cho hỏi một câu, các bác đi chùa làm chi vậy? Mục đích của mình đi chùa, tại vì nếu mình không biết mục đích á, thì giống như là mình đi shopping, đi chợ, đi dạ hội, đi lễ hội hay là đi mua sắm. Thế thì chúng ta đi chùa để làm gì? Mô Phật xin thỉnh bác. Dạ, cho con xin thầy dạy cho tụi con đi chùa để nghe thầy giảng Đức Phật. Không, trước khi nghe thầy giảng đi. Mục đích các bác thường ngày á, hàng ngày các bác đi chùa nè, tụng kinh nè, ăn chay nè, phải không? Để làm chi vậy? Để muốn cái gì? Muốn có phước. Muốn có phước phải không? Rồi sau đó muốn gì nữa? An lạc. Rồi sau khi có phước, có an lạc, muốn gì nữa? Con thì nhiều con cần cái an lạc thôi, còn con hết muốn gì à? Hết muốn vật chất nhưng mà cũng có muốn chứ. Mình có nghĩ đời vô thường không các bác? Tâm bình an bình quy. A Di Đà Phật. Tức là các bác đi tới chùa, các bác muốn có phước, các bác muốn được an lạc. Quý vị ngồi trước đi, xin thỉnh các bác. Mà không có ai muốn vãng sanh hết trơn, vãng sanh về cực lạc, không ai muốn vãng sanh về cực lạc, chỉ muốn là an lạc ở đây thôi, còn đi đâu thì đi, phải không? Ba cõi sáu đường, 12 loài chúng sanh, từ thấp sanh, loạn sanh, hóa sanh là đều không quan tâm. Bây giờ mình chỉ muốn mình được có phước, tới chùa ráng tụng kinh, bố thí, cúng dường, im kinh, đủ thứ hết, có chút xíu phước, rồi sau đó được an lạc, hạnh phúc, rồi thôi, chấm hết. Còn sau khi chết thì nó đi cõi nào nó đi, phải không các bác? Có muốn đi cõi nào không? Có à? Ôi ơi, sao nãy không nói? Bây giờ các bác đi muốn cõi nào? Có phải tới chùa các bác nghĩ tới cái cõi đó trước không? Chứ còn đâu có nghĩ tới cái phước hay là cái an lạc, tại vì phước á, là mình làm, an lạc á, thì do mình. À, an lạc cho tâm. Còn đi về cõi nào đó là mình không làm nổi, phải nhờ chư Phật gia trì mình mới về được, phải nhờ ngài Đức Phật A Di Đà ngài rước mình mới về được. Cho nên quý vị tu tịnh độ, quý vị đều có cái nguyện, con làm đủ mọi thứ Phật dạy, Phật dạy cái gì con cũng làm hết. Con chỉ xin là Phật hứa thì Phật giữ lời nha. Mai mốt mà con nhắm mắt cái Phật rước con chứ không có con đi lạc á. Vào ba cõi sáu đường hay là 12 loài chúng sanh, từ thấp sanh, loãng sanh, con chó, con mèo, tội nghiệp con lắm. Con tin Phật, Phật đừng bỏ con. Có phải vậy không quý vị? Đại khái vậy gì? Dạ. Tức là con làm hết những cái gì Phật dạy. Ăn chay nè, niệm Phật nè, bố thí nè, bỏ tham sân si nè, tụng kinh nè, bái sám nè. Con làm hết, Phật dạy gì con làm hết. Nhưng Phật hứa với con rồi nha, là hễ con nhắm mắt đó là Phật rước, và lúc đó con không thấy Phật, con buồn lắm, phải vậy không? Rõ ràng phải không nè? Đi chùa có mục đích đó thôi vậy, chứ còn mấy cái chuyện như cầu phước cho nó mạnh khỏe hay là thêm nhà thêm cửa, cái chuyện đó là đâu quan tâm. Có phước không có phước thì đương nhiên mình làm mình biết mà, hễ mình làm phước thì đương nhiên nó có phước nhân quả, đâu có sai. Cho nên mình đâu có sợ chuyện đó. Nếu mình cứ làm thiện, nghĩ thiện, nói thiện thì là có phước rồi.
bố thí là có phước rồi, mình đâu có phải lo. Phải không quý vị? Tức là tới đây, quý vị tới chùa, quý vị hành trì chỉ có mục đích là lại Phật, Phật hứa với con. Hãy còn nhắm mắt Phật rước. Không có ma rước đâu, Phật rước nha, Phật hứa rồi nha. Cho nên bây giờ con làm hết tất cả những cái điều Phật dạy, thì tới lúc đó Phật phải hứa con. Thế Phật dạy mình cái gì? Phật dạy cái gì quý vị biết không? Phật dạy cái gì? Trong Kinh A Di Đà. Không nói kinh khác, nói Kinh A Di Đà thôi. Quý vị đồng tu tịnh độ nói Kinh A Di Đà. Phật hứa cái gì? Phật hứa là nhẫn đến một niệm. Chứ đừng nói 10 ngày, 8 ngày, 3 ngày mất công. Phật nó nhẫn đến một niệm. Nhất tâm bất loạn thì vãng sanh cực độ. Phải không quý vị? Có một niệm thôi. Thế niệm Phật đó là sao? A-di-đà Phật. Mà nhất tâm bất loạn thì là vãng sanh cực độ. Phật chưa hề bao giờ nói dối. Phật nói là chính xác. Thế thì bây giờ Phật cho chúng ta, yêu cầu cho chúng ta làm cái việc đó. Đơn giản quá phải không quý vị? Nam mô A-di-đà Phật. Ở đây có bao nhiêu người niệm như vậy, bao nhiêu lần rồi? Có ai niệm cái câu Nam mô A-di-đà Phật bao nhiêu lần rồi? Nhiều lắm rồi phải không? Nhiều lắm rồi thầy. Nhưng mà có lúc nào mà niệm mà nhất tâm bất loạn chưa? Chưa. Đấy. Phật nói mà, nếu niệm mà chưa nhất tâm bất loạn thì Phật không có rước. Phật cam kết mà, nhẫn đến một niệm mà phải là nhất tâm bất loạn là hai điều kiện thì Phật mới rước. Không có cái đó Phật không rước. Sao rước được? Nó không thanh tịnh. Một thể là ô uế, một thể là thanh tịnh, làm sao đồng phàm thánh đồng cư được? Nó phải cùng một cái sự thanh tịnh, tức là mình phải nhất tâm niệm Phật mà bất loạn thì Phật mới rước. Rõ ràng chưa quý vị? Thế thì trong suốt mấy ngày hôm nay ấy, chúng ta học cái đề tài cái nghiệp là tại vì trong tất cả các kinh điển Đức Thế Tôn đều nói rất rõ nghiệp dẫn chúng sanh luân hồi và nghiệp do chúng sanh tạo ra, tự mình tạo rồi cái đó nó dẫn mình trong sanh tử luân hồi. Nó giống như con mình đó, mình đẻ nó ra xong rồi nó lôi mình chạy theo nó. Nay nó muốn cái này, mai nó muốn cái khác, mốt nó bệnh. Bây giờ thí dụ như nó bị đau thận, ông bác sĩ ông đây bây giờ phải tốn 500.000 đô mới chữa bệnh nó khỏi. Mà cái nhà của quý vị á, trị giá 500.000 đô, quý vị làm gì? Bán nhà đi để chạy thuốc cho con, phải không nào? Sẵn sàng. Tức là nó là sai mình làm, con mình nó sai mình làm, bắt mình làm. Cái nghiệp cũng thế. Mình tạo ra nghiệp, rồi cái nghiệp nó bắt mình quay lại trong sanh tử luôn rồi. Cho nên Đức Ngài A Di Đà mới dạy cho chúng sanh nhẫn đến một niệm mà nhất tâm bất loạn. Cái vi diệu vô cùng. Người tu pháp môn tịnh độ mà không hiểu được cái sự vi diệu, cái nghiệp này ở trong cái câu niệm Phật đó, thì không bao giờ thấy được tánh. Không thấy được tánh thì không vãng sanh. Thứ nhất là phải thanh tịnh, thứ nhì phải thấy tánh thì không vãng sanh. Cho nên nếu muốn có thanh tịnh thì phải tự gột rửa. Nếu mình dơ thì mình đi tắm không? Quý vị, dơ thì đi tắm. Cái thân dơ thì đi tắm, cái tâm dơ thì cũng phải đi tắm. Tắm bằng nước cam lồ của chư Phật. Thế nước cam lồ của chư Phật nói rất rõ, nghiệp dẫn chúng sanh trong luân hồi. Những cái gì nó làm nên nghiệp mình phải biết nó chứ. Nó dơ chỗ nào mình mới tắm rửa chỗ đó chứ. Cái nghiệp á, hoặc karma á, thì nó do cái hành động, một cái hành động có tác ý lặp đi lặp lại nhiều lần. Thí dụ quý vị uống cà phê, pha cà phê là cái hành động, tác ý là ưa thích pha, uống một lần chưa tạo nghiệp đâu, uống lần chỉ có nhân quả. Nhưng mà uống lần thứ nhì là nghiệp. Tại vì cái lần thứ nhất ấy, nó tạo ra do căn trần giao thoa, thành ra thức. Nó rất là trung ca lại gia thức. Chúng ta học 10 ngày nay rồi, tới hôm nay thì những vị nào ở trong đạo tràng này đều biết.
Và chính vì cái nó đã có sẵn ở trong cái a lại giải thức này này, nó làm cho chúng ta tác ý mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ tưởng là chúng ta vì mắt tai mũi va chạm với cảnh trần cho nên khởi niệm, không phải. Nó đã đặt ký ở trong mình. Thế thì niệm Phật mà niệm làm sao cho nhất tâm bất loạn là phải dẹp ba cái lục cục trong này này. Tham sân si buồn phiền nó đã có sẵn từ trong vô lượng kiếp và kiếp này. Từ nhỏ tới lớn mình đã có buồn phiền. Thì những cái đó nó nằm trong này này. Cho nên nó không làm cho mình mà nhất tâm bất loạn được. Mẹ không nhất tâm bất loạn thì sao thưa quý vị? Không có bảo sanh. An lạc nơi cái miệng, an lạc nơi cái giây phút niệm Phật. Hễ còn niệm thì còn an lạc. Buông niệm ra, sân si y nguyên, phiền não y nguyên, sân tử y nguyên. Thế thì phải dẹp cái này để ra lại giải thích này. Một là từ trong vô lượng kiếp, hai là trong kiếp này. Mà nghiệp nó nói rất rõ là hành động có tác ý, phải có tác ý mới được. Không tác ý là không có nghiệp. Không tác ý chỉ tạo nhân quả. Thí dụ như quý vị lái xe hơi, vô tình đụng một cái người chết. Có người chết, có người lái thì có hành động, cái đó nhân quả. Nhưng mà không có ý giết, tại tôi vô tình thôi. Vô tình tôi lái xe, bất cẩn, tôi đụng người đó, tôi không có ý giết. Không có ý thì Đức Phật nói rõ ràng không có nghiệp. Nghiệp là hành động có tác ý, hai điều kiện. Không có ý là không có nghiệp. Nhưng mà có hành động thì có nhân quả. Hành động đây là gồm cả lời nói, kể cả cái thân, chứ không phải là chỉ có hành là cái thân đâu. Thí dụ cầm cái tay đánh ai một cái đó là có hành động. Nhưng mà nói ra một lời làm cho người ta thương tổn cũng là hành động. Giống nhau. Cho nên cái hành động nó phải có tác ý. Hồi trước chúng ta học chúng ta biết là có bốn loại vừa hành động và tác ý. Có loại không hành không ý, có loại không hành có ý, có loại có hành không ý, có loại có hành có ý. Bốn loại hết thảy chúng ta đã phân tích, chúng ta đã học rồi bốn loại. Quý vị nào mà không có mặt trong những cái bữa trước ấy, mà muốn nghe lại thì chắc phải nói với cô, hoặc là cô Diệu Tịnh gì đó, sư cô Diệu Tịnh đó cũng có cái thâu rồi những cái bài giảng cũ đó, nghe là hiểu phần nào, còn cái nào không hiểu thì cứ hỏi thẳng chúng tôi. Ngay cả trong cái ý cũng vậy, khi mình tác ý chúng ta đã học, chúng ta biết như thế nào là ý thiện ý ác, ý không thiện ý không ác. Một cái hành động rất là thiện theo cái quan niệm bình thường, nhưng nếu quán chiếu cho kỹ thì nó là ác pháp, nó là nhuế chứ nó không phải là thiện pháp. Bởi vậy trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói rất rõ, làm tất cả mọi việc thiện nhưng nếu không có bồ đề tâm thì đều là ma sự. In kinh, bái sám, tới chùa, lễ Phật, cúng dường chư tăng nhưng không kèm theo cái bồ đề tâm thì chỉ là ma sự, không phải là Phật sự. Kinh nói rất rõ vậy. Và chúng tôi mấy hôm trước đã giảng thế nào là ma sự, Phật sự ở chỗ này rồi. Bồ Tát tinh tịnh rõ rồi, không? Nhận diện rất rõ cái đó là ác pháp hay là thiện pháp. Việc làm rất là thiện nhưng mà là ác pháp. Mà hễ có tác ý, có hành thì tạo ra nghiệp. Nhân lập đi lập lại nhiều lần. Thế thì cho tới giai đoạn này chúng ta đã biết rõ nghiệp dẫn chúng sanh trong sanh tử. Rồi quay trở lại chúng ta chia sẻ, tới cuối cùng chúng ta thấy rõ ràng là nằm trong ca lại giải thích. Những cái thông tin đã có sẵn ở trong ca lại giải thích. Từ trong vô lượng kiếp và trong kiếp này nó quân tập. Và thuật ngữ nhà Phật gọi là tạp khí. Cái tạp khí đó nó làm cho con người ta quen. Làm cho con người ta quen hành xử. Mình nghĩ là không tác ý, nhưng mà thực sự nó có tác ý. Nói về những cái mà gọi là tạp khí trong vô lượng kiếp ấy, thì mình kiếp này mình chưa có chứng đắc, mình không thấy được cái kiếp trước mình làm cái gì. Tại sao mình lại ưa dễ sân hận? Tại sao mình thích ăn ngọt? Tại sao người khác thích ăn chua? Đó. Tại sao một người thích ngủ? Tại sao một người thích nghe ca nhạc? Nhạc cũng vậy, nó có nhiều loại nhạc.
có người thích nghe nhạc rock, có người thích nghe nhạc tình cảm. Thế thì cái đó đều là nghiệp hết, tại vì nó thói quen mà, lặp đi lặp lại nhiều lần. Có người thích ăn cơm lúc nào phải có tô chút xíu canh, không canh ăn được, cũng là cái nghiệp. Vào thời Đức Thế Tôn, lúc Đức Thế Tôn giảng pháp có 5 người ngồi đó nghe, thì ngài Xá Lợi Phất mới nói: bạch Đức Thế Tôn, ngài phí sức có 5 người mà nó không có nghe ngài giảng chi mất công, thôi ngài nghỉ đi. Đức Thế, trong 5 người đó có một người thì chăm chú lắng nghe thôi, còn 4 người kia đó trong lúc Đức Phật dạy, một người nhìn trên trời không à, còn một người thì múa may tay chân, còn một người thì lấy cái chân duỗi dưới đất, còn một người thì ngủ. Có chỉ có một người thì ngồi chăm chú lắng nghe Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất mới nói: bạch Đức Thế Tôn, ngài giảng trong hội chúng mấy ngàn người, bây giờ đó có 5 người này mà họ không có nghe, ngài giảng vậy thì tội nghiệp cho người ta. Tại vì nếu người ta nghe mà tâm không thành tín, mà nghe pháp Phật mà tâm thành tín bị đọa. Phật dạy đó là muốn nghe pháp Phật mà không khởi tâm thành tín là bị đọa. Cho nên á, ngài Xá Lợi Phất mới năn nỉ Phật, nó thôi Phật đừng có giảng nữa. Phật nói: không, ông không rõ 5 người này họ đang lắng nghe. Cái ông mà nhìn trên trời á, là tiền kiếp của ông là chuyên xem thiên văn, cho nên kiếp này cái tạp khí nó vẫn còn nghe, nhưng mà vẫn phải nhìn coi sao đông tây nam bắc, hướng mưa gió. Cái thiên văn nó tạp khí từ kiếp trước rồi. Còn một cái ông múa may tay chân á, kiếp trước làm con khỉ, cho nên nó ưa chuyển cành này cành kia, cho nên nó múa may. Còn một ông á, chuyên môn nhú nhú dưới đất á, kiếp trước là con rắn, cho nên kiếp này nó cái tạp khí nó còn. Chúng ta quý vị cứ thử kiểm nghiệm lại trong đời sống chúng ta những cái hành xử. Nhiều lúc chúng ta không quán chiếu, chúng ta không hiểu. Rồi chúng ta nói là trong kinh sách nói những chuyện thần thông rồi khi tu chứng đắc rồi cái nhìn thấy được quá khứ. Chẳng cần, nhìn ngay cái bây giờ, nhìn ngay những cái vi tế mình đang có nè. Thí dụ mình thích ăn cái gì, mình thích làm cái gì, đều là tạp khí. Nó phải từ tiền kiếp, nhìn cái biết ngay. Nhìn cái biết ngay là tiền kiếp mình là cái gì, đâu cần phải đắp mới biết đâu. Cái gì mình đang làm biết. Cho nên nếu chúng ta muốn thoát đi sinh tử, chúng ta phải dập cái lại giải thích. Tại vì nó là tạp khí, nó tác động vào cái ý rất là vi tế mà chúng ta biết. Có nhiều cách để dập hết. Hôm qua chúng ta đã học tới mấy cái pháp môn như là tụng kinh, sám hối, rồi ngồi thiền, và kể cả lạy Phật đó. Lạy Phật mỗi ngày quý vị lạy chừng 1,080 cái đó, mồ hôi nó ra, rồi thể dục thể thao, bệnh đông còn không phao, hết bệnh là cái thứ nhất. Cái thứ nhì á là lạy Phật thì được công đức, Phật dạy rõ ràng lạy Phật thì được phước đức. Tại sao? Tại vì lúc mình lạy Phật thì tất cả cái tâm lực của mình chú ý quán tưởng tới Phật, lạy xuống với cái tâm cung kính, đâu còn nghĩ gì được nữa. Không thể nào nghĩ tới tiền bill, không thể nào nghĩ tới là cái tiền hụi người ta trả hay chưa, cũng không nghĩ tới cái xe của mình đã đậu ở đâu. Tức là cái tâm với cái thân nó nhập là một. Pháp môn lạy Phật thủ thắng ở cái chỗ đó, tâm thân nhập là một. Mà tâm thân nhập là một thì sao thưa chư vị? Là một niệm mà nhất tâm bất loạn. Sám hối cũng vậy. Quý vị tụng kinh 108 hồng danh hay là niệm Phật 6 căn, sám hối 6 căn. Nghi thức thì chư tổ bày ra như thế. Chứ hồi đó Phật không có chế ra cái đó. Phật không có chế ra cái đó. Chư tổ bày. Nhưng mà không sao, mình đưa vào đó mình tu, pháp môn mà mình tu. Mà nếu vị nào mà sáng chế ra được như vậy, mà nếu còn sống giờ thì tôi cũng đảnh lễ 1,000 lại. Tại vì nó vi diệu hay quá, giải quyết những cái khó khăn của mình. Một ông bác sĩ mà, ông tới cho thuốc thì tội gì mình không uống phải không?
đâu cần phải ông bác sĩ mà kêu bằng ông tổ bác sĩ mình mới uống đâu. Còn những ông bác sĩ sau này mình không uống à, ông đi học lại trong trường rồi ông ra trường có bằng bác sĩ mình không uống à, không? Thành thử ra Phật đó là vị tổ, thì dưới nữa còn có những vị thánh tăng, dưới nữa còn có chư tăng ni. Cho nên nếu các ngài mà đưa thuốc mình uống cái thuốc trừ tham sân si mà tội gì không uống. Bây giờ ai chỉ tôi chỗ nào có thuốc trừ tham sân si, tôi tới tôi định lại ngàn lại xin cái thuốc mà uống. Tôi cũng nổi sân lắm chứ quý vị, quý vị thử chọc đi, tôi nổi sân cho coi, phải không nào? Thế thì mình biết rất rõ cái pháp môn niệm Phật rất là thù thắng, nhưng mà niệm như thế nào cho nó đúng. Lúc đầu á, ngài Tịnh Không đấy ráng niệm đi, niệm Phật đi kinh hành này kia rồi sẽ được về. Nhưng mà 2 năm trước ngài lên đài phát thanh, ngài truyền hình, ngài nói rất rõ, người niệm Phật mà không thấy tánh, tâm không thanh tịnh thì không vãng sanh. Bây giờ nói rõ chân tướng. Thanh tịnh là sao? Tức là những cái phiền não ở trong cái lại giác thức này phải bỏ đi. Tức là chúng ta phải thực hành cái hành xả. Có từ, có bi, có hỷ, nhưng mà nếu không xả, thương người nhưng mà biết rằng là mình đang thương, bi đang giúp người không có vụ lợi nhưng mà biết là mình đang giúp, cúng dường cho chùa bạch sư cô, con cúng dường 50 đô sư cô cho con cái biên lai để con trừ thuế. Cái chuyện mình xin biên lai trừ thuế là thượng tình, nó không quan tâm. Cúng dường cho chùa là sư cô viết biên lai cũng là chuyện thượng tình, nhưng mà cái đó là cái gì quý vị biết không? Cái tâm, cái niệm nó khởi, cái niệm khởi cho nên mình mới cái xin cái biên lai. Mà niệm khởi thì sao? Là niệm sanh. Mà hết niệm sanh thì các pháp đều sanh, các pháp giới đều có. Mà chúng ta tu để gì? Xả. Bây giờ các pháp giới đều có thì sanh tử luân hồi. Chừng nào xả hết, không còn cái gì hết thì đâu còn tác ý nữa. Chư Phật đó, sống ở trong cái bản thể, trong cái chân tâm thường trụ, các ngài làm các pháp mà không dính mắc, tại vì các ngài không khởi niệm, làm thông nhau, đủ duyên làm, hết duyên đi, không hề có khởi tác ý. Còn chúng ta tác ý thì mắt, tai, mũi, nhìn thấy, nghe, ngửi, nếm đều có tác ý. Mà có tác ý thì nó đưa vào trong đó là giải thức, tại vì cái mặt nó thức nó khôn, cái thức thứ bảy của chúng ta nhìn cái nó phân tích trắng đỏ đen đen vàng thương ghét buồn vui, nó phân tích, nó làm nhào lộn như là cái cục bột đó mà chúng ta nắm, nó nhanh lắm. Đó là cái con khỉ Tôn Ngộ Không ở trong câu chuyện Tây Du Ký, trong mỗi người đều có. Thế thì khi nó làm sao? Nó chia chẻ rồi cái nó bỏ vô trong cái lại giải thích, đúng sai, trắng đen, cao thấp, dài ngắn, mắt tai mũi nghe đều do cái thức thứ bảy này nó phân tích rồi nó đưa xuống. Thức thứ sáu nó chỉ nhận diện thôi, mà thức thứ bảy là nó phân tích ngay, bật ra thức này, đưa xuống cái thức thứ tám, giữ lại đó. Mà mình không biết, giống như cái gara trong nhà mình chứa toàn những cái đồ tốt không? Mới mua cái quạt máy, cái đem cái quạt máy cũ mới xài có 1 tháng rồi, nhưng mà đem vào cất rồi, bỏ một thùng cất. Lâu ngày riết rồi trong cái gara đầy đồ hết trơn. Mà nếu đầy rồi thì sao thưa chư vị? Thì đem cái xe hơi mình ra ngoài đường, xe hơi của mình đó là cái chân tâm, là cái đồ quý, nhưng mà mình lại đem ra ngoài đường mình để, còn những cái đồ rác á thì mình lại để trong gara. Phiền não, thương buồn vui nhất đấy nằm trong đó, mình đâu biết đâu. Cho nên đó, những cái đó nó sẽ nhiễu loạn mình, tại vì nếu không có những cái đó thì cái căn trần giao thoa nó dẫu có sanh ra thức cũng không biết. Con mắt, cái tai, mũi, nhìn mà từ nhỏ tới lớn chưa hề gặp cái vật đó bao giờ, quý vị biết không? Có quý vị nào nói biết không? Vì căn trần giao thoa, tai, mắt, mũi nhìn cái vật đó rồi nói là tôi biết cái biết của tai, của mắt, của mũi. Không có. Chứng minh cho quý vị này, rất dễ. Quý vị cầm cái điện thoại cầm tay, ở đây ai cũng biết cell phone là gì, nó để làm gì? Nhận điện thoại, liên lạc bạn bè. Tại sao quý vị biết? Tại vì quý vị dùng nó nhiều lần rồi, thấy người ta dùng, quý vị cũng dùng,
quý vị biết cái công năng của nó. Rồi có nhiều người á, chúng tôi thấy lại có ai cho cái gì mới mới đó, cái gì mà lấy tay chấm đó, tôi không biết, tôi xài cái đó bao giờ hết, tôi phải nhấn nút đâu mà. Còn tự nhiên á, thấy bây giờ nó chế cái gì hay lắm, lấy cái tay chấm cái tự nhiên nó chạy. Rồi có nhiều người á, còn nói tôi, thầy bây giờ cái này nó tân tiến, thầy khỏi phải chấm tay nữa, thầy chỉ nói cái là tự động cái máy nó chạy. Tôi nói, ồ sao nó mầu nhiệm quá. Chúng ta thấy nó hay, chúng ta thích nó vì nó hữu dụng, chúng ta đã xài rồi. Cái thích nó từ đâu có? Cái ưa thích nó từ đâu có? Thứ nhất, chúng ta có ý đã xem xét. Thứ nhì, có cái hành đã dùng rồi. Thứ ba, được lặp đi lặp lại nhiều lần, cho nên mới khởi tâm ưa thích. Nhìn cái ưa thích. Có những người đưa cái điện thoại thường không chịu. Phải đưa cái điện thoại mắc tiền mà cái gì chấm lấy cái tay chấm á mới chịu. Máy computer của tôi á, tôi không có máy. Trước khi tôi đi á, Phật tử cho mượn nhỏ chút xíu, phải lấy cái tay nhấn cái nút nhỏ đánh máy mới được. Trong khi đó có những vị bây giờ có những cái máy tôi thấy lạ, lấy cái tay nhấn cái nó chạy. Hằng ngày chúng ta dùng nó, chúng ta đều khởi cái tâm ưa thích hay phiền não mà chúng ta không biết. Khi nào nó làm đúng ý mình, rất là thích. Khi nào mà nó hơi trục trặc, khởi tâm phiền não. Mà chúng ta không có biết, cái đó gọi là tạp khí. Nó quân tập vào trong cái lại giới thích. Và nó dẫn chúng sanh ở trong sanh tử luân hồi cũng vì cái này. Đi chùa, tụng kinh, lạy Phật, bái sám, ngồi thiền, tất cả những cái đó chỉ là phương tiện, công phu để mình huấn tập cho mình một cái tạp, cứ gọi nó là tạp khí đi. Tại nó cũng là huấn tập thôi, một thứ tạp khí mới để nó chống với cái tạp khí cũ, tức là thiện. Còn một cái cũ là cái ác, ác pháp. Thiện pháp, mình tu tập cái thiện pháp để mình loại trừ cái ác pháp. Tới cái giai đoạn mà mình thuần thục, nói cũng nói theo thiện pháp, nghĩ cũng nghĩ theo thiện pháp, làm cũng làm thiện pháp, hoàn toàn là thiện hết. Thì cái giai đoạn thứ ba rất là quan trọng, xả. Tại vì nếu quý vị không xả thì quý vị bắt buộc phải quay lại đây để hưởng cái phước mà mình đã tạo. Quý vị cúng dường cho chùa, xây chùa, in kinh là được phước, nhưng quý vị phải quay lại đây để hưởng. Cho tới khi nào quý vị xả, tức là những cái thứ đó là giả, không có thật, buông hết, không còn nhớ. Và khi xả thì trong này nó trống không. Mà trống không á thì không có gì tác ý được hết, cho nên thông dong tự tại. Và chính vì như vậy, niệm Phật nó mới nhất tâm bất loạn. Tại nó không có cái gì tác động thì làm sao nó có loạn được. Tới cái lúc mà xả hết thì tự động niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì không đợi tới chết, ngay lúc sống đã vãng sanh vào cõi cực lạc, ngay lúc sống đã thấy Đức Phật A Di Đà. Ngài tịnh không, Ngài cũng nói Ngài xả được nhiều, cho nên Ngài đang sống ở trong cái cõi cực lạc, Ngài sống với Đức Phật A Di Đà trong cõi cực lạc. Nhưng mà mỗi một lần Ngài giảng là đều có tác ý, đi ra ngoài đời đều có căn trần giao thoa, thì nó lại lôi Ngài ra ngoài. Cho nên á, Ngài cũng nói không phải lúc nào Ngài cũng được ở trong cái cõi cực lạc. Có lúc nó lôi ra ngoài, có lúc mình cố gắng chạy vô. Người tu thì mình cố gắng mình đi vào cõi cực lạc, sống ở trong đó. Mà muốn sống trong đó thì dứt khoát mình phải thanh tịnh thôi, tại vì cõi cực lạc là cõi thanh tịnh. Bởi vì mình nhơ ấy, nhơ ấy ở chỗ nào?
tham sân si phiền não, chướng, ngã mạn, tà kiến, đủ các thứ, đủ cúng trong này, nó như rác hết. Thế làm sao mình thanh tịnh? Nếu mình không thanh tịnh là mình không cùng một thể với chư Phật, làm sao vô được? Chúng tôi đưa một cái thí dụ như này, quý vị hiểu ngay. Nước Mỹ đã quy định phải có bao nhiêu điều kiện đó, thí dụ 10 điều kiện mới được vô quốc tịch của Mỹ. Nếu không đủ 10 điều kiện thì không vào. À, cõi cực lạc cũng thế. Quy định của cõi cực lạc là thanh tịnh. Mà nếu mình không thanh tịnh thì mình không có visa vô đó thôi. Rõ ràng chưa quý vị? Cho nên không phải đợi tới chết mới vãng sanh về cực lạc. Sống cũng vẫn vãng sanh về cực lạc. Nhưng mà điều kiện cũng là phải thanh tịnh. Mà quý vị làm sao thanh tịnh được trong khi tham sân si phiền não, ngã mạn, chướng tà kiến đầy đủ trong này? Có một cái ông đó, trong câu chuyện thiền, ông tu một thời gian thiền, ông xả nhiều lắm. Cái ông hoan hỷ lắm, ông ra viết ngay trước cửa nhà ông một cái bảng: trò tàn. Tức là hết lửa rồi, chỉ còn tro tàn. Ông vừa mới treo lên á, có cái bà già mà đi ngang, bà nói cái chữ gì vậy ông, viết chữ tàu mà, cái ông nói tro tàn. Bà hỏi tro tàn làm sao mà, bà nói ta tu á, bây giờ cái tham sân si nó hết rồi, cho nên ta nói tro tàn, nó như cái đống tro nó không còn nữa. Bà đi năm bước, cái bà quay lại bà nói: mô Phật, cái câu hồi nãy ông viết hay quá, mà quên cái chữ rồi. Chữ đó nói sao? Ông nói tro tàn bà ơi. Cái bà cảm ơn ông. Bà đi 20 bước cái bà quay lại, bà nói: ủa cái chữ đó chữ gì tôi quên mất tiêu rồi. Ông nói tro tàn, ta nói rồi mà tại sao bà không biết? Nào bây giờ tro tàn hay là lửa nằm ở dưới, khơi ra nó còn cục chút xíu đó. Đó quý vị, Đức Phật dạy có 4 điều nhỏ không nên coi thường. Thứ nhất, con rắn nhỏ. Thứ nhì, tu sĩ trẻ. Thứ ba, hoàng tử trẻ. Thứ tư, đốm lửa nhỏ. Một, Đức Phật nói là chỉ cần một đốm lửa thôi đốt cả cái rừng. Quý vị bắt một cái đốm lửa vào rừng đó, cái mùa khô nó bén, nó cháy rừng, cháy cả rừng. Tu tập 30 năm, 50 năm mà chỉ cần khởi một niệm sanh thôi, đốt hết. Đức Phật dạy rất rõ, một đốm lửa sân đốt cả rừng công đức. Chúng ta tu 50 năm đi chăng nữa, niệm Phật rồi bố thí xả thân luôn, nhưng mà chỉ khởi lên một cái niệm sân thôi, hết rồi. Quý vị thấy tu khó không? Khó quá phải không? Khó quá. Vậy mà có nhiều người biết khó cho nên chán lắm không có tu. Biết nó khó tu làm chi? Ở trong kinh Đức Thế Tôn có dạy ngài Anan, lấy cái ví dụ con rùa, quý vị biết rùa mù gì? Đức Thế Tôn nói giống như con rùa mù 500 kiếp 500 năm mới trồi đầu lên một lần, tìm cái bọng cây nó đang dập dình trên nước để chui đầu vào. Ngài hỏi ngài Anan, nói chuyện đấy có khó không? Ngài Anan nó khó vô cùng. 550 lên mặt biển một lần, tìm cái bọng cây mà chui vào khó quá, mù sao thấy được. Đức Thế Tôn nói, nhưng chưa khó bằng sanh ra được làm kiếp người. Các ngươi đã tu từ trong vô lượng kiếp, tạo biết bao nhiêu công đức, ngày nay mới trở thành người. Trong kinh Bốn Sanh Bốn Sự, Đức Thế Tôn đã nói rất rõ. Không biết bao nhiêu kiếp mà ngài phải mang cái thân súc vật, có khi mang thân khỉ, thân này thân kia đủ thứ. Cho nên chúng ta may mắn lắm chúng ta mới được làm người. Thấy không? Tu biết bao nhiêu công đức được mới được làm người. Mà nếu ngày nay không tu nữa rồi nó hết cái phước đức rồi sao quý vị? Chư thiên mà hết phước đức còn làm côn trùng, chúng ta chạy đâu? Bây giờ quý vị muốn 2 chân hay là 4 chân, 8 chân hay vô số chân? Muốn kiếp sau vô số chân không như con rắn á? Hay là 4 chân? Tùy mình. Cho nên á, nếu mình thấy rằng mình được mang cái thân như thế này là phước báo vô cùng.
rồi lại được ở trong cái quốc độ này nữa, lại còn phước hơn nữa. So sánh với những bà cụ già này, những bà cụ già ở Việt Nam đi, cùng tuổi, có những người không có con cái phải đi bán vé số, rồi tự mình nhìn với những mình, với những người đó, rồi mình thấy mình được có phước báo không? Mà quý vị báo cho quý vị biết, hãy có phước báo là có họa. Trong cổ ngữ đều nói, phước là họa. Tại sao? Tại vì nó tạo cho con người ta dễ làm ác, dễ nói lời ác, dễ ngã mạn, làm các ác pháp đấy. Và quên một điều á, là phước có giới hạn, giống như tiền tiết kiệm. Hết phước thì xuống làm côn trùng. Cho nên người có phước là có họa. Ngã mạn cũng là một cái họa. Có phước thường thường á, giàu có nè, thân tướng ngon lành nè, xe hơi nhà lầu nè, đâm ra ngã mạn tự cao là có họa. Một cái thí dụ thôi, không nói những cái khác. Ăn uống cũng vậy, ăn uống dư thừa đổ bữa, trong khi người ta có ở bên Phi Châu 20.000 trẻ em chết đói một ngày. Quý vị thấy nó chết la liệt. Mà ở đây mình ăn đồ ăn chục bỏ, tiền cũng thành vấn đề, mà đồ ăn đó là nuôi cái thân mà. Mà cái ý niệm mà dục bỏ đi á, tức là tác ý này nè. Tác ý này sanh nghiệp. Kiếp sau quý vị sẽ đầu thai vào South Africa và Phi Châu để trả quả đó. Có tạo ra được bao nhiêu công đức ở đây chăng nữa thì cũng vẫn đầu thai vào cái chỗ đó chịu đói để cho cực có kinh nghiệm. Nói những cái thí dụ nhỏ nhỏ thôi để chứ. Thế hỏi tại sao chúng ta không tu? Cái bệnh phải lo giữ con cho cháu, giữ cháu cho con. Đủ mọi thứ lý do. Bây giờ kính thưa quý vị, ông thần chết á, ông là bạn thân nhất của chúng ta. Ông lại vỗ vai ông đi chơi với ông. Có ai từ chối nữa, ông thần chết lại nó khoan khoan để tôi sắp xếp về, tôi lo. Và cháu tôi có người giữ rồi, nhà tôi có người coi, ông xã tôi có người chăm sóc, ông già rồi ông phải bỏ ông vào nước sinh hoạt để tôi mới đi theo ông thần chết. Có ai nói vậy được không? Không. Ông lại vỗ vai là mình đi. Bất kể là mình đang đứng ngoài đường hay đang quỳ ở trên đây hay là đang lái xe. Tôi thấy bao nhiêu người đi nhẹ nhàng, đang lái xe cái ngã gục xuống đi. Đứng ngoài đường ngã gục xuống đi. Biết lúc nào đi không? Không. Đức Phật dạy đời người chỉ bằng hơi thở. Không biết lúc nào mình đi, không biết đi ở đâu, và cũng không biết đi về đâu, và thành cái gì. Thế mà Phật dạy, Phật nói các con ơi, ráng mà niệm Phật, ta cho một cái pháp tu này để vượt thoát ra những cái sanh tử đó. Và nếu các con làm đúng như vậy, ta rước các con về cõi cực lạc. Sướng quá gì, khỏi làm côn trùng, khỏi làm bốn chân, tám chân, vô số chân, khỏi trở lại đây đau khổ. Phật cam kết, nếu các con làm đúng như vậy, ta sẽ rước. Phật không có hề nói sai. Làm cái gì? Nhẫn đến một niệm mà nhất tâm bất loạn thì Phật rước. Một niệm thôi. Hàng ngày đi kiếm tiền, kiếm không biết bao nhiêu tiền, cố gắng tạo bao nhiêu phước đức, nhưng Phật đâu có muốn chuyện đó. Sao? Yeah. Lỡ rồi à, mình giác thì giúp dùm tắt cái điện. Dạ không sao. Thế thì Phật yêu cầu gì? Phật nói các con ơi, ta bảo đảm ta rước các con về cõi cực lạc. Và các con á, cố tu tập cái pháp môn ta dạy đơn giản là niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Các con không phải cày cuốc, các con không phải đi làm cái gì khó khăn, không phải khiêng vác, mà các con chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi, ta rước. Vậy mà có ai làm không? Vui thì niệm, buồn thì thôi. Tham sân si còn y nguyên. Quý vị niệm Phật mà tới lúc nào mà không còn tham sân si thì đó mới thanh tịnh, tức là nhất tâm bất loạn.
Cho nên mình không thể nào mình nói viện cớ lý do gì đó mà mình không tu, không nhất thiết là phải tới chùa. Đi cũng niệm, đứng cũng niệm, nằm cũng niệm, ngồi cũng niệm, ăn cũng niệm. Có nhiều người hỏi tôi chứ vậy chứ con vào toilet con niệm vậy có tội không? Nó không. Trong bài tâm kinh có nói bất cấu bất tịnh. Thế gian pháp thì thấy vậy, con người ta đều là hóa chất. Nó nằm ở đây nè, nó đã có cái thùng phân rồi. Trong cái ruột già nó chưa ra cái toilet thôi. Chứ chúng ta là hôi thối lắm, chúng ta có tốt gì đâu. Cái thùng phân biết đi mà. À, nhưng mà nói nữa, nó thùng phân biết đi, có nhiều người đã mắng sư này lắm. Thầy nói con xinh đẹp, thầy thì nói con thùng phân biết đi. Tôi nói tôi quán chiếu, tôi thấy vậy, Phật dạy rõ ràng. Phân đây nó ra toilet, chưa ra. Tôi có nói cô đẹp hay xấu đâu, tôi chỉ nói là mình là cái thùng phân biết đi. Hãy quán chiếu như vậy để đừng dính mắc, đừng nhàm chán. Nhàm chán nó thì mới tu được. Còn nếu dính mắc tới nó thì phải đi shopping để mua nước bông, nước hoa, son, phấn đủ các thứ thoa vô. Lên trên cõi cực lạc, quý vị biết được, Đức Phật cam kết đi. Nơi đó không có sự khổ, không có chuyện buồn. Khỏi cần mua son, mua phấn, tự nhiên đẹp. Tự nhiên đẹp. Tại sao? Ngài nói, tưởng cái gì thì được cái đó. Trong kinh nói mà, chỉ cần tưởng là có, khởi lên cái niệm tưởng là có. Tưởng mình đẹp như Ngài Quán Thế Âm là tự nhiên mình đẹp. Không cần son phấn. Son phấn dưới thế gian này vứt bỏ. Tại vì ở trên đó chỉ cần tưởng là có. Theo nè. Mà muốn lên trên đó, Đức Phật A-di-đà nói đơn giản. Các con ơi, niệm Nam-mô-a-di-đà-phật một niệm thôi, Phật cũng rước. Dễ quá phải không người? Mà có ai niệm đâu. Mời lại đây ấy, nói lại Phật. Lại nói nhỏ nhỏ với sư đây. Sư ơi, sư cho lại 20 cái thì con còn lại. Mà sư cho lại nhiều hơn nữa còn trốn. Cũng như không. Tức là không muốn về cực lạc. Không nè, ham vui. Rồi hỏi tại sao đường về Tây Phương xa, xa quá. Tâm giải đại, không tinh tấn. Nào thế thì bây giờ cái ý này nè, nếu mình không có tác ý, và chúng ta biết được là sự tác ý là đều do cái lại nhận thức, cho nên xả, niệm Phật cũng xả đấy. Nam mô A Di Đà Phật một cái, Nam mô A Di Đà Phật hai cái, con đếm cho Phật nghe thì coi như là rớt vào đây. Có phước đức, nhưng mà quay trở lại đây để hưởng. Niệm Phật là có phước, Phật nói rõ ràng vậy. Nhưng mà phải quay trở lại đây hưởng. Còn muốn thoát ra khỏi sanh tử luân hồi thì ngay cả cái phước nó cũng xả. Các hành động mình làm là thiện pháp đều xả hết. Cho một người ăn mày, cho xong, quên. Tụng một bài kinh, tụng xong, quên. Không nghĩ tới nữa, không nhớ tới nữa. Thấy một người đói, cầm tiền cho, quên. Không nhắc tới nữa. Tức là xả. Xả thì cái này nó trống không. Thì tự nhiên xong nghiệp. Không tác ý nữa. Mà muốn xả đó thì cũng chúng tôi đã nói có nhiều cách rồi. Ngồi thiền, niệm Phật, sám hối. Mà cái pháp sám hối hay lắm. Quý vị sám hối không? Càng sám hối bao nhiêu thì nó càng xả bao nhiêu. Người niệm Phật mà không biết sám hối thì không thành tựu. Cho nên thường thường trước khi mình niệm Phật đó, vào kinh hành là phải sám hối. Các đạo tràng nào vậy tôi đều khuyên sám hối. Sám hối tội lỗi đã cũ, sám hối tội lỗi đang làm, sám hối cho cái tội lỗi trong tương lai. Sám hối. Mình đâu có biết mình phạm như thế nào, chỉ cần khởi một niệm là phạm. Cho nên đó, sám hối. Sám hối thì nó xả. Đó là một phép xả. Bố thí cũng là một pháp xả. Bố thí tiền, hôm qua chúng tôi có nói đó. Thấy người ăn mày nó sắp chết đói, nó nói thôi con khổ quá, đói quá sắp chết. Lòng từ bi thương nó, thấy không? Muốn cho tiền. Rồi tôi móc ra, có cái giấy 100 đô, không có tiền lẻ. Không tiền lẻ, có 100 đô. Bây giờ tính sao đây này? Cái tâm nó khởi lên liền này. Và quý vị, cái tâm mình tự nhiên nó khởi lên liền. Nó cho 100 nó khổ quá. Mình có 100 đô à? Này nó ăn mày giỏi lắm, ăn xin nó cho nó 5 đô thôi, nó mua ổ mì là xong rồi.
Nhưng mà mình kẹt không có tiền lẻ, biết sao? Không lẽ kêu đó, ta đưa mình trăm, mày thối lại 95 à? Nó đã không có tiền, nó nghèo. Mà tự nhiên trong tâm của mình khởi lên cái niệm liền, cho hay không cho? Bây giờ không có tiền lẻ cho, cho hết 100 à? Mà không cho chắc không sao đâu, nó mình không cho, cũng người khác cho. Thấy chưa nào? Thế cái tâm mình khởi lên, cái tâm đó gọi là tâm gì? Tâm so đo. Ở đâu có tâm so đo? Ở nơi kia. Cái là gia thức này này, cái mặt nó thức này, nó phân nó rớt xuống đây. Từ nhỏ tới lớn chúng ta so đo quen rồi, cho nên cái này nó tác động cái mặt nó thức tiếp tục cứ vai xoay vần như vậy, chúng ta so đo mà chúng ta không biết. Quý vị hỏi sư vậy chứ sư có so đo không? Có chứ. Nhiều lúc á thấy cái nhang nó hết rồi cũng so đo, nó thôi thắp ba cây nhang á, nó hết rồi cái chiều không có gì, thôi thắp một cây. Đó là so đo. So đo mà không biết. Tại sao? Tạp khí. Tạp khí. Cũng như hút bụi này. Nói giờ đó, cái chỗ này nó dơ, Phật tử tới mà thấy nó dơ, cái Phật tử nó rầy rà, nó không có đến. Chùa thì lớn nhưng mà nếu có dơ, Phật tử nó nói cái này dễ bị bệnh cho nên con không có đến. Cho nên phải xách máy hút bụi hút. Mà hút bụi thì tốn điện. Cho nên á, đây đã nghèo không có tiền, thành thử đó thôi. Nếu vậy thì tuần hút một lần. Mà bây giờ có cách biết ngày thứ bảy chủ nhật Phật tử đến rồi, thì tối thứ sáu hút, thì sáng thứ bảy Phật tử lại, nó sạch sẽ, Phật tử nó vui. Thì cái tâm đó tâm gì thưa chứ vị? Tâm so đo. Tâm so đo. Thế thì cái hậu quả của tâm so đo đó là cái gì? Tổ Triệu Châu nói như thế này nè, đạo lớn không khó, chỉ sợ so đo. Cửa đạo lớn mênh mông á, nó không khó chút nào hết. Nhưng nếu buông xả được thì vào đạo, không buông xả được, so đo, kẹt cứng. Cho nên chúng ta phải học cái hành xả, xả hết. Niệm Phật xong cũng xả luôn, cũng không nhận công đức nữa, hồi hướng công đức cho những thân nhân quá vãng. Bố mẹ đã quá vãng, hồi hướng tất cả công đức đó cho chúng sanh còn trôi nổi trong ba cõi sáu đường, hồi hướng hết, không nhận, làm tất cả các thiện pháp mà không nhận, còn hồi hướng hết, xả. Cho nên cái pháp hồi hướng cũng là pháp xả. Đấy, quý vị thấy pháp xả có nhiều cách. Nhưng mà từ bi hỷ xả, nếu từ bi hỷ mà không có xả là kẹt, phải sanh tử, tại vì nó còn dính mắc tới cái nghiệp. Xả hết thì cái này nó không còn, a lại gia thức không còn, a lại gia thức không còn thì không có tác ý, tại vì chưa có cái gì ở trong đó hết thì nó không có tác ý, có nó không có tác ý. Quý vị cầm cái điện thoại cell phone đó, quý vị đưa cho một cái người dân tộc ở trên đỉnh núi ấy, đưa cho nó vứt đi, nó đâu cần, tại vì nó chưa hề biết, nó không có tác ý được, cho nên nó phải đã có rồi nó mới tác ý. Đó, cho nên cách tu là quý vị phải sáng. Rồi, chúng tôi nghĩ tới đây là cũng tạm đủ cho buổi sáng. Rồi tới chiều chúng ta học tiếp nữa. Học biết bao nhiêu ngày nay rồi, mới tới giai đoạn này không chưa có gì nữa. Đúng giờ là quy ước phải làm đúng pháp. Quý vị có câu hỏi gì không? 5-10 phút, thoải mái hỏi cái gì trong đề tài cũng được, ngoài đề tài cũng được. Cái gì sư biết, sư trả lời. Cái gì sư không biết, sư đi kiếm sách, sư xem, sư trả lời. Cái gì sư không biết nữa, sư hỏi sư phụ, cũng vị tôn túc lớn hơn. Còn cái gì không biết nữa mà không ai biết nữa thì sư cũng nói bí. Rồi, quý vị có câu hỏi gì không? Làm thân người khó lắm quý vị. Làm thân người khó lắm. Mà nếu không tu á, thì mình á, cũng biết mình sẽ đi về đâu. Trong kinh sách nói có những cái giai đoạn mà mình thấy nghe tới rớt nước mắt, chư thiên còn phải rớt xuống làm côn trùng, tại có khởi niệm. Còn chúng ta đó tu tới chừng nào mà niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, phải là nhất tâm, phải là bất loạn, hai điều kiện không có không được. Niệm mà nhất tâm bất loạn, nhất tâm là sống trong cái chân tâm thường trụ này ngay lập tức thanh tịnh rồi, nó có loạn. Cho nên đó, lúc bây giờ nó không còn niệm nữa,
trống vắng hết rồi đâu còn gì niệm. Lúc đầu á chúng ta niệm Phật, như ngày hôm qua tôi nói với Bồ Tát Tâm Tịnh đó đi, ở trong kinh đó, nó có ba hạng, hạng trung thượng. Rồi hỏi chứ muốn vào đâu, Tâm Tịnh đó nói con chỉ ao ước là hạ với trung thôi, chứ con không bao giờ dám mơ tới thượng. Tôi nói tại sao lạ vậy, đi tu mà không dám thượng, mua vé số đằng nào nó cũng tốn tiền, tại sao nó trúng cái lô độc đắc 800 triệu đi mà trúng chi 500 ngàn. Đằng nào mình cũng mua vé số, phải không? Đằng nào cũng lại phần, tại sao không cầu cái thượng? Thế thượng hạ khác nhau chỗ nào? Hạ tức là con niệm Phật, Phật ơi con khổ quá đời, con đầu ở nghiệp chướng rất nhiều, con sanh tử trong luân hồi, con mê mờ, con không biết, nay con sám hối. Con đem hết cả tâm thân này con dâng hiến cho Ngài, Ngài bảo con làm cái gì con làm cái đó, Ngài bảo con nhảy vào đống lửa con cũng nhảy, Ngài bảo con cũng chết, miễn là Ngài rước con là được rồi. Hễ con nhắm mắt, Ngài hứa với con là Ngài sẽ rước con về cõi cực độ. Con làm hết tất cả mọi thứ, bỏ nhà bỏ cửa bán hết đem bố thí cũng được, Ngài cứ dạy con là con làm y như vậy, buông bỏ tham sân si, không nói lời dối gạt ai hết, cũng không dối gạt mình, rồi không câu chấp Phật nói cái gì con làm hết, con chỉ mong là Ngài rước con về cõi cực lạc. Những người như vậy là hạ cảnh, tức là không biết cái gì hết, chỉ biết là con theo Phật, Phật nói gì con làm đó. Con đem cả tính mạng của con để trong tay của Phật, Phật độ con. Nhờ Phật độ để thành tâu, đó là hạ căn. Trung căn là đọc trong kinh, nghe nói, kinh nói như vậy, 10 muôn vạn quốc độ có Đức Phật A-di-đà, thì tự nhiên nó phát hiện ra 10 muôn vạn đó là buông bỏ 10 điều ác làm 10 điều thiện. Rồi nghe tới câu Phật A-di-đà, cái để biết rằng là ở vô lượng quang, vô lượng thọ là ngay trong, trong mình tự tánh Di Đà. Nghe kinh để tìm về với cái tự tánh của mình, đó là trung căn. Rồi cái người thượng căn chỉ cần nghe nói A Di Đà cái tự nhiên ngộ ngay là trống vắng ngay lập tức, hiểu ngay mình chính là Phật, Phật chính là mình, tức tâm tức Phật, thì người đó là thượng căn. Thế thì thượng hạ nó tạo nên ba cảnh là để mà đi thôi. Nếu mình chấp vào hạ căn là mình đi theo hạ căn. Đức Thế Tôn đã nói với Ngài A Nan trong kinh Nikaya, cái cây lúc sống nó nghiêng về hướng nào thì khi chết nó sẽ đổ về hướng đó. Nếu cái cây lúc sống nghiêng về hướng đông, khi chết nó đổ về hướng đông. Mình tu kiểu gì lúc sống thì khi chết nó sẽ đi theo hướng đó thôi. Nếu mình nói rằng con tin Phật, Phật cứu con không làm gì hết, con chỉ có tin Phật thôi, thì cái đó là hạ căn, tức là hoàn toàn nhờ tha lực. Mà Đức Phật nói với chúng sanh như thế nào? Ta không có độ được các người đâu, ta không có cứu các người phải tự cứu, cứu lấy các người. Ta không tu dùng các người được, ta không chứng đắc dùng các người được, các người phải tự tu. Phật là bậc đạo sư chỉ đường cho chúng sanh để tu. Ngài là ngón tay chỉ cho mặt trăng, chứ Ngài không phải là mặt trăng. Ngài không cứu ai được hết. Nghiệp của chúng ta nặng, chúng ta tự trả. Ở trong kinh Nikaya một lần, Ngài A Nan tới hỏi Đức Thế Tôn, nếu như cầu siêu á, thì những cái người chết ấy có được vãng sanh, tức là nhờ tha lực. Đức Thế Tôn ấy, này A Nan, chư tăng đứng chung quanh miệng giếng, mà nếu cục đá rớt xuống giếng, chư tăng cầu nguyện cục đá có nổi lên không? Ngài A Nan đã bật Đức Thế Tôn không, chuyện đó là impossible, không bao giờ có được. Ông chư tăng đứng cầu nguyện mà cục đá nổi lên. Đức Thế Tôn nó cũng như thế, cũng như thế, vì nghiệp lực cái người chết nó đi theo cái cõi của nó. Chư tăng có cầu nguyện là để cho nó thức tỉnh, nó nghĩ được cái nghiệp của nó, được tự nó hóa giải, chứ không phải chư tăng có cái phép nhiệm màu để mà nâng cục đá ở dưới đáy giếng mà lên trên. Cho nên cầu siêu không có làm cho siêu được. Nếu cái người chết ấy, cái thần thức nó vì cái nghiệp nặng nó đi theo cái cõi đó, chư tăng chỉ làm cái nhiệm vụ này vô thường nha, tạo nghiệp nhiều nha, buông xả đi nha. Mà nếu cái thần thức nó không chịu nghe, thua, cục đá nó rớt xuống dưới giếng nó không có nổi. Thế thì làm sao cho cái thần thức để nó nghe chư tăng? Thì nó hàng ngày nó lại đây, nó tụng kinh, nó gặp sư Minh Tâm, sư Giám Niệm dạy chứ. Cứ tụng kinh hoài riết, hai người gặp nhau cái mắt tai mũi nghe nó thuần, hiểu không nào? Cái ý nó thuần. Cho nên khi cái
cái người đó vừa mới chết á, sư lại sư nói này nhớ không, ta nói nhà ngươi là bỏ đi. Cái tự nhiên nó nhớ bừng tỉnh ra liền. Hằng ngày thầy dạy nghe, tới chùa ngửi mùi nhang, nghe tiếng tụng kinh, thấy thầy hằng ngày, tới lúc mà sắp chết thầy lại thầy độ, thầy nói một câu thôi ngọt ngay. Tại vì nó có cái duyên. Cha con cũng vậy, gặp nhau hằng ngày nói nó mới nghe, người ngoài nó không nghe. Nó phải có duyên. Cho nên quý vị phải gieo duyên đến chùa, sư gieo duyên, ăn cơm chay. Cho nên khi chết cái thần thức tự nhiên có vị sư lại nói cái nghe ngộ liền. Tại vì cái tâm mình ở trong chùa, nó phải có cái duyên. Còn nếu tự nhiên không có duyên mà đi buôn bán, đi chém cá, đi chặt cá, chặt gà này kia đủ các thứ rồi, thì cái tâm nó ở ngoài. 1000 ông sư cũng không thể làm cục đá ở dưới giếng trồi lên được. Đức Thế Tôn đã nói rất rõ, khẳng định. Cho nên tùy nơi quý vị tự cứu. Không ai cứu cho người khác được. Rồi A Di Đà Phật. Chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử mà chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, thành kính tri ân chư tôn đức đã từ bi tới chứng minh cho pháp hội. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử. A Di Đà Phật. Và cũng xin thưa với quý vị là bản tánh của sư là sống theo lời Phật dạy là trực tâm. Thành thử ra sư nói bằng cái trực tâm. Và dùng cái trực tâm nó tha thiết làm sao cho chư vị là kiếp này là kiếp chót. Không? Kiếp này là kiếp chót, rút bỏ hết, không quay trở lại nữa. Thế thì nhiều lúc sư có nói những cái gì trực tâm nó va chạm vào cái a-lại gia thức của quý vị. Thì sư xin sám hối trước. Mô Phật.